Tụi mình đi thăm khủng long đi, xem bạn ấy đã lớn thế nào rồi. Nhưng mà ba đốm sẽ... Không có sao đâu, mình sử dụng ghế xoay thời gian chút xíu à, ba đốm không có để ý đâu. Thôi, hay là mình đừng có đi nữa, mình chưa xin phép ba đốm mà. Ba mình không có ở nhà, ba mình đi họp bên trung tâm xuyên thế kỷ rồi. Vậy tụi mình đợi ba đốn về rồi tụi mình thẳng đi. Các bạn rắn rối quá à. Nhanh đi, ba về là không có được đi thăm khủng long con đâu á. Tại ba đốn đi họp rồi nên không có ai mở đèn hết trơn á. Yên tâm đi, đốn biết chỗ cất đèn pin và chìa khóa. Mấy cái công tắc mật mã này bị cháy rồi. Sao vậy đó? Mình cũng không biết nữa. Nhưng hệ thống định vị và an toàn bảo mật nó bị chập mạch rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ba đốm có biết không? Chúng ta vào bên trong xem thử thôi. Đếm coi kìa. Hình như ở đây mới diễn ra một trận đánh nhau thì phải á. Ba đốm đâu rồi? Có thật là ba đốm đi họp không? Điện thoại đã bị cắt rồi, chắc chắn có ai đó đã làm chuyện này. Vậy giờ mình phải làm sao đó? Bụng bự vậy tay to, tụi mình phải dùng chiếc ghế dịch chuyển thời gian thôi. Bạn không cần đi đâu hết đớn, tụi mình đã tới đây rồi. Sao các bạn đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Cách đây một giờ, tụi mình được thông báo rằng kẻ giấu mặt X đã trốn khỏi phòng giam giữ đặc biệt để thực hiện âm mưu bá chủ của hắn. Kẻ giấu mặt X là ai? Có liên quan gì tới tụi mình không?